Hello, welcome các bạn. Chúng ta đi chơi game Hotel Run đi. Yeah, chúng ta lại tiếp tục. Hôm qua mình chơi đến màn 7, hôm nay chúng ta sẽ chơi đến màn màn 8. Trò chơi này là một hành trình rất là dài. Phải đến 40 mấy màn ấy. Nó kéo dài khá là nhiều thời gian chúng ta. Let's go. Ô, lại quay lại chỗ cũ. Trong cái tập này chắc mình phải chơi được khoảng 2 màn đấy. Chúng ta sẽ chơi tiếp mà. Ôi, chỗ này nó đổi màu kinh quá. Ô. Tối thế. Màu sắc thật ly kỳ. Là sang Sonic Ball. Tiếp tục cái chuỗi phiêu lưu này. Mình đã móp cái con Sonic này vào trong trò bóng đổ để nó thêm nhiều cái màu sắc hơn, chơi nó thú vị hơn. Chứ thực ra trong trong game bóng đỏ này không có cái con Sonic gì đâu. Âm thanh nó hơi to nhỉ. Thật là đáng tiếc. Yeah yeah. Thật tuyệt vời. Chơi cho Ice Cream Granny. Oh. Có music nè. Nhé. Yeah. Đây là không gian game trong cái trò này. Một phiên bản mob của trò Granny. What? Không thấy cái bà kia đâu thì mình sẽ xuống vậy.
Nhìn mặt ghê không? Không biết ông nào móc cái phiên bản này nhìn mặt ghê thế nhỉ? Đúng là mặc cái áo bán kem. Đúng là mặc áo bán kem thật nhé. Nhân cơ hội mà chuồn không? Chúng ta đang có chìa khóa. Chìa khóa đây. Ôi dồi, xuống đây hơi tối. Okay. Chìa khóa đây. Đó. Phòng à, đây là một cái phòng. Đây có cái phòng nào? Ô là la. Suýt nữa gì. Vào nạp đạn này. Mình vào mình lấy mũi tên này nữa. Do you want to play hide and seek? Đây đây. Chuồng. Đờ đây. Xem mình đi được. Ai cho anh chơi xem. Thank you.
Đời heo, sao tự nhiên bị sương mù vậy? Lại xuất hiện trong phần khác. Ủa con mẹ. What? Chúng ta chơi Epic Crack. Mà mình chơi màn 20 rồi. Giỏi. Mèo này không cân là không ăn được. Đủ năng lượng này, chúng ta đục để xây dựng cái này đi. Bây giờ nhận thưởng. Nốt bản này đi, bản cuối cùng trong tập game này. Ôi dồi ôi. Ôi đừng. Nhất cho nó sang chiều Pixel Combat. Ồ, game gì toàn zombie này. Chiến luôn nguy zombie này. Con zombie. Quá à. Bọn này nó bốc hơi rồi. Ông mình đi chơi tiếp à. Hình như yeah.
Vào đây. Mua khí. Đây là một cái phép dịch chuyển các bạn ạ. Có khả năng là zombie sẽ đến đây. Ông nó vào thật kìa. Vào thật kìa. Có tiếng thở dài. Tiếng thở dài và tiếng zombie không? Ui, cái gì đấy? Ui, giật cả mình. Không hiểu là mọc đâu mấy con zombie này đây. Ghê vãi. Chui đâu ra vậy? À đây, đằng này các bạn ạ. Đằng này mình chưa bịt cái nào nó chui vào. Âm thanh ở đâu đó? Kìa. Con lợn này chuyển súng bắn luôn. Tiêu diệt, ui dồi, chúng nó phá hết cả của mình rồi này. Ô sờ cái tất cả đã tan biến hết trời hết rồi. Còn 11-10 giây nữa chúng nó lại xuất hiện tiếp. Ghê thật. Chỗ này đẹp đấy nhở. Zombie bắt đầu xông vào này. Dùng cái này chiếm luôn này. Ok, thế là đủ rồi. Chúng ta chơi Scary Teacher. I'll keep you locked in here forever. Nghe đâu đó có tiếng mèo kêu. Mèo kêu thì mình phải đi cứu con mèo đó. Everyone must be so jealous. I'll make sure you'll never bother me again. Oh my god. Hey, chúng ta sang cho Dream Saber. Hey. Bánh xe của cái trò này mình cứ vẽ thế nào nó ra thì đó. Miễn sao nó có thể đi được, di chuyển được. Vâng, nhân vật của mình nhận cái hình vuông của mình nhỉ. Về đích rồi này. Vẽ mấy cái hình đường đánh mới hay.
Hy vọng trong tương lai sẽ ra chế độ online. Tuyệt vời. Đánh như hết rồi. Hay không? Nhanh quá.